Cô chào tất cả các con. Tiết toán hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về đại lượng tiếp theo. Ở bài này, cô và các con sẽ cùng nhau ôn tập về đổi đơn vị đo diện tích. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng ôn tập qua các bài tập sau đây. Bài 1. Viết số thích hợp vào chữ chấm. Các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài, sau đó dừng máy trong vòng vài phút và thực hiện bài tập này cho cô nhé. Các con đã làm xong chưa? Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài nhé. 1 mét vuông bằng 100 dm². 1 mét vuông bằng 10.000 cm². 1 km² bằng 1 triệu m². 1 dm² bằng 100 cm². À, các con đã làm giống như cô không? Cô chúc mừng các bạn đã làm đúng giống như cô. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bài tiếp theo. Bài số 2, viết số thích hợp vào chữ chấm. Các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài và xem kỹ đơn vị và dừng máy trong vòng vài phút để thực hiện bài này cho cô nhé. Các con đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem đáp án của bài tập này nhé. 15 mét vuông bằng 150.000 cm². 103 mét vuông bằng 10.300 dm². 2.110 dm² bằng 211.000 cm². À, để đổi đơn vị đo diện tích, các con cố gắng hãy làm thật cẩn thận nhé và chú ý kỹ đơn vị người ta yêu cầu. Tiếp theo, cô và các con cùng đến bài tập sau đây. Các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài và sau đó hãy đổi ra cho cô nhé. Các con đã làm xong chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài. 1/10 m² bằng 10 dm². À, vì sao 1/10 m² bằng 10 dm² thì các con lưu ý. 1 m² sẽ bằng 100 dm². Vậy thì 1/10 m² bằng bao nhiêu dm². Ta sẽ lấy 100 nhân cho 1/10 thì ta sẽ ra được 10 dm². À, các con đã hiểu cách làm chưa nào? Tương tự những bài này cũng vậy. 1/10 dm² bằng 10 cm², và 1/10 m² bằng 1.000 cm². À, các con đã hiểu cách làm chưa nào? Tôi chúc mừng các bạn đã có đáp án giống như cô. À, tiếp theo chúng ta cùng đến với các bài tập sau. Các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài và dừng máy trong vòng vài phút, đổi thật cẩn thận cho cô nhé. À, các con đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài. 500 m² bằng 5 dm². 1.300 dm² bằng 13 m². 60.000 cm² bằng 6 m². À, tôi chúc mừng các bạn đã có đáp án giống như cô. Các con hãy cố gắng đổi đơn vị thật cẩn thận nhé. Tiếp theo, các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài và sau đó dừng máy trong vòng vài phút và hãy thực hiện các bài tập này cho cô nhé. Bây giờ cô và các con cùng nhau xem đáp án nào. 1 cm² bằng 1/100 dm². À, có nhiều bạn thắc mắc ở chỗ này thì tôi giải thích, các con chú ý lắng nghe. Vì ta có 1 dm² sẽ bằng 100 cm², nên 1 cm² sẽ bằng 1/100 dm². Tương tự, những bài sau các con cũng đổi như vậy. Và 1 dm² bằng 1/100 m². 1 cm² bằng 1/10.000 m². Các con đã hiểu cách đổi thế nào?
Sau đây chúng ta cùng đến với bài tập tiếp theo. Các con đọc kỹ yêu cầu đề bài, sau đó hãy thực hiện cho cô nào. Các con đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài nhé. 5m² 9 dm² sẽ bằng 509 dm². 8m² 50cm² sẽ bằng 80.050cm². 700 dm² bằng 7m². 50.000cm² bằng 5m². Cô chúc mừng các bạn là có đáp án giống như cô. Thì qua các bài tập vừa rồi, các con lưu ý muốn đổi đơn vị đo diện tích. Cái thứ nhất chúng ta sẽ phải thuộc bản đơn vị đo diện tích và các con hãy đổi thật cẩn thận nhé. Bài số 3, các con sẽ điền dấu lớn bé bằng tích hợp vào dấu chấm. Bây giờ các con hãy ngưng máy trong vòng vài phút và hãy thực hiện các bài tập này cho cô nhé. Các con đã làm xong chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài. Vậy trước khi muốn so sánh các số này thì chúng ta phải đổi đơn vị sao cho hai bên trái và bên phải cùng đơn vị thì chúng ta mới so sánh được. 2m² 5dm² sẽ lớn hơn 25dm². 3dm² 5cm² sẽ bằng 305cm². 3m², 99dm². Bé hơn 4m² và 65m² bằng 6.500dm². Cô chúc mừng các bạn đã làm bài có đáp án giống như cô. Các con chú ý thay đổi đơn vị và so sánh thật cẩn thận nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đến với bài tập số 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m² ruộng đó thì thu hoạch được 1/2 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? Vậy bài toán này cho chúng ta biết điều gì? Bài toán cho chúng ta biết một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 65m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m² ruộng đó thì thu hoạch được 1/2 kg thóc. Bài toán muốn hỏi ta điều gì? Bài toán muốn hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? Các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài và sau đó hãy suy nghĩ và dừng máy trong một vài phút thực hiện bài này cho cô nhé. Các con đã làm xong chưa? Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài tập. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm ruộng tích thửa ruộng. Ta sẽ lấy 64 x 25 bằng 1.600m². Sau đó ta sẽ tìm cả thửa ruộng đó thu hoạch được. Thì cứ 1m² thu hoạch được 1/2 kg thóc. Vậy ta sẽ lấy 1.600 nhân 1/2, ta sẽ ra được là 800kg. Mà ở đây người ta hỏi đơn vị là bao nhiêu tạ thóc. Vậy ta phải đổi 800kg bằng 8 tạ, đáp số 8 tạ thóc. Ở bài tập này các con chú ý đọc kỹ yêu cầu đề bài và chú ý đơn vị người ta hỏi gì nhé. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con hãy xem lại bài chữ một lần nữa.